Tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra xuống lộ 14 giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng qua, Trần Thị Trâm Anh, 17 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, điều khiển xe máy biển số 93L159793 đang lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Đắk Nông thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải do tài xế Nguyễn Văn Lộc, 35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển đang dừng đậu bên phải đường. Cú tông mạnh khiến xe máy bị lọt xuống gầm xe tải, thiếu nữ bị đập vào đuôi xe văng dội ngược trở lại, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.